vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Có chí cầu tiến cao và em không biết ăn nhậu, không hút thuốc, không cờ bạc và biết nấu ăn. Rồi, vậy quá tốt. Về khuyết điểm thì chắc là em hơi chút nhát một chút nên là cũng mấy năm rồi chưa có người yêu. Mời nhà còn gái. Em ưu điểm thì em bản thân em là một người hòa đồng, biết lắng nghe, chia sẻ. Khuyết điểm của em thì giao tiếp thì em không phải là người chủ động. Nhưng mà nếu như mà có một người chủ động trò chuyện thì em bắt sóng được. Còn khoảng nấu ăn thì cũng vừa là điểm mạnh mà cũng vừa là điểm yếu của em. Em có thể nấu ăn được nhưng mà với điều kiện là có người giúp em sơ chế nguyên liệu. À, yên tâm, gì đó ở đây hả? Nấu ăn được mà. Dạ, dạ thế, cái đó yên tâm đi, cái đó thì em làm được ạ. Em gái có mấy mối tình rồi? Nói ra hơi ngại nhưng mà thiệt tình là chưa trải qua mối tình nào. 30 tuổi rồi mà chưa trải qua mối tình nào? Dạ, chưa yêu ai mà cũng chưa ai thích em. Không hiểu tại sao. Nói chung á, bản thân em tự thấy là cuộc sống nó khá là đơn giản. Cứ gói gọn từ nhà đến công ty, rồi từ công ty về nhà. Mối quan hệ xã hội nó cũng rất là ít. Bên đàn trai tò mò chạy qua coi. Dạ, em chào anh. Duyên dáng nha, rất có, là duyên dáng. Năng động nữa, có yêu đơn phương người nào chưa? Dạ chưa. Kỳ vậy ta, thích đàn ông hay thích? Dạ dĩ nhiên là thích nam ạ. Vậy chứ giờ em thích cái gì? Em do em không có chủ động trong giao tiếp á. Nhiều lúc mọi người nhìn vô trong công việc em cũng khá là nghiêm. Chắc mọi người nhìn vô thấy em khó gần. Coi bên đây sao nha. Dạ. Không biết sếp gì đây nè. Là phân phối vật liệu xây dựng hả bé? Dạ, em chào chị. Nhưng mà cái đó bé phân phối giùm người ta hay là vật liệu xây dựng là của bé? Cái công ty đó là của bé? Dạ, công ty của em luôn chị. Công ty của đàn trai luôn, trời ơi. Tôi nghi rồi, cái thần thái này là tôi nghi là sếp của... luôn. Em có mấy mối tình này, nói cho bà mối nghe coi. Dạ, em đã trải qua 2 mối tình. Mà một mối tình thì hồi còn đi học nên cũng chẳng đi đến đâu. Còn mối tình thứ hai thì quen được cũng 2 năm và chia tay cách đây cũng hơn 2 năm rồi. Lúc đó tại sự nghiệp thì chưa ổn định. Lúc đó em muốn là có nhà cửa, công việc ổn định hơn. Bạn gái thì không hiểu và nói là em tìm lý do. Ý là bạn gái là muốn nói là em không thật lòng bạn gái nên chia tay. Bây giờ thì em cũng tạo dựng được sự nghiệp và có công ty và có nhà ở đây rồi. Có nhà luôn hả? Dạ. Là em mua nhà rồi? Dạ. Mua nhà cách đây bao lâu? Dạ cũng được hơn 2 năm rồi. Trời chị ơi. Lý do gì em 2 năm ở không là sao? Dạ thì nói chung là công việc của em thì xây dựng thì tiếp xúc với những người lớn tuổi không à. Với lại ra ngoài đường thì cũng thấy nhiều bạn gái dễ thương lắm. Cũng muốn là mình xin số làm quen chẳng hạn. Nhưng mà mình tiếp xúc gần với người ta thì ở Sài Gòn thì nhiều cướp giật quá này kia. Người ta cứ suy nghĩ là mình tiếp cận để giật điện thoại hay là tiếp cận ăn trộm cướp. Nhìn mà em đâu có giống giật điện thoại đâu mà sợ trời. Vậy thì bây giờ cái mẫu người con gái của em là phải như thế nào? Ngoại hình là cao khoảng 1m50 trở lên. Biết chăm lo cho gia đình, biết yêu thương cha mẹ hai bên. Và hình thức là dễ nhìn là được rồi chị. Sao là dễ nhìn chưa biết nha. Cưng nghe vậy Cưng thấy sao Cưng? Dạ không biết tiêu chuẩn dễ nhìn của bạn là như thế nào. Đó. Rồi con bé này sao nè, giờ cái hình mẫu lý tưởng của mình phải như thế nào? Dạ em suy nghĩ, em hy vọng bạn nam về ngoại hình thì cao trên 1m6 là được, không quá béo, râu không dài, tóc không dài, răng không súng. Về tính cách thì em hy vọng bạn sẽ là một người chững chạc. Tả một cái ông già nào đó không biết luôn. Tả tưởng nó chắc ông già cũng chín mấy rồi. Có nhiều bạn có style lạ lắm ạ. À, này bé đi với ai nè? Dạ, hôm nay em đi chung với lại chị hai và cô ruột ạ. Dạ, đó, con chào chị, chào cô ạ. Nhìn chị hai là ra em gái nha. Em xin kính chào quý vị khán giả. Kính chào chị Hồng Vân, anh Huyền Linh. Em là cô Sáu của cháu Hoang. Cô xin chào con. Sáu thấy cái bạn nam bên này á, qua cái trao đổi á, thì Sáu có cảm giác bạn hiền, có cái sự hiếu thảo. Đó là cái tiêu chí mà Sáu thường nói với con. Thì nếu như có cái cơ hội thì có cái sự cảm tình lẫn nhau thì cô hy vọng là hai cháu sẽ cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu. Dạ, con cảm ơn cô. Xin cảm. Cảm ơn Sáu nha. Rồi em đi với ai? Dạ em đi với mẹ và một bạn thân của em ạ.
Xin chào MC Quyền Linh, MC Hồng Vân ạ. Dạ. Và chào cháu gái ạ. Và chào gia đình bên nhà gái ạ. Tôi là mẹ của Lương Đình Thanh ạ. Tôi có một đứa con trai. Con gái đã có nhà cửa đầy đủ rồi, gả hết rồi. Cháu ạ. Dạ. Là phải làm dâu đấy, có mối hai mẹ con. Việc gia đình cũng đầy đủ hết rồi. Dạ. Giờ chỉ cần một đứa con dâu nữa thôi. Dạ. Thì cô mong con á, thì các con á tìm hiểu nhau rồi tiến tới. Dạ, con cảm ơn cô. Trời ơi, có ngại không? Dạ, thật sự thì đạo hiếu là phải giữ, con không ngại cái vấn đề đó. Dạ, rồi. Vân thấy là dành cái không gian này cho hai trẻ được đi. Đúng rồi đó, đúng rồi bà mối, mở rào. Anh chào em. Dạ, chào anh. Lần đầu gặp mặt là anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Lần đầu gặp gỡ em cũng xin tặng anh đem một cái chậu cây kim ngân với lời chúc là chúc anh may mắn và thành công. Em cảm ơn em. Anh cũng có một bài hát muốn tặng em nữa. Anh thì hát không hay nhưng mà em ơi lại gần anh nữa đi. Em hãy nhìn thẳng vào mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc. Nếu sớm mai tỉnh giấc, người đầu tiên trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng. Anh có một bờ vai đủ rộng. Một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu yêu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Dạ, xin hết. Dạ, cảm ơn anh. Nay mẹ cũng mặc đồ giống như là đi cưới dâu luôn mà đó. Nay mẹ đẹp lộng lẫy luôn đó mẹ ơi. Cảm giác thế nào trong cái khoảng thời gian quá ngắn như thế? Dạ, rất là bất ngờ và rất là bồi hồi hiện tại. Tại vì xúc động không? Dạ, xúc động không? Xúc động là vì cái nhẫn hay là vì cái tình cảm? Dạ, tức là dạ, đúng rồi, là vì tình cảm của bạn. Cảm người ta, đưa coi cái nhẫn coi. Trời ơi, quan tâm cái nhẫn chi? Đẹp quá, đẹp thì người ta phải khen chứ. Người ta quan tâm cái tình cảm ấy mà quỳ gối xuống đó. Một người thì trao nhẫn, một người thì nhận nhẫn, rồi tôi với ông làm gì bây giờ? Đó, cảm giác thế nào khi mà em gặp mặt bạn gái em nói đi. Sẽ lại gần nhau, nắm tay nhau nói đi. Anh có cảm xúc không ạ? Nói đi, hai đứa nói cảm xúc với nhau đi. Nói chung là cái mà nhìn đầu tiên thì anh cảm thấy em cũng là người rất thích hợp với anh cảm thấy rất thích. Dạ, em cảm ơn anh. Anh hy vọng là anh là mối tình đầu tiên của em và cũng là mối tình cuối cùng để đi đến suốt cuộc đời. Dạ, em cũng mong được điều đó. Ai luôn, trời ơi. Không biết là tại anh thì công việc có thể sắp xếp được không mà khi mà mình em thấy anh tự kinh doanh như thế thì cũng bận rộn. Anh kinh doanh thì thoải mái lắm, về giờ giấc thì lúc nào em cần thì anh sẽ đến bên. Dạ. Khi có thời gian rảnh thì anh thường hay làm gì ạ? Thì thời gian rảnh thì anh hay đi uống cà phê với bạn bè nè, lâu lâu thì có bạn bè rủ đi coi phim thì anh có đi coi phim. Dạ. Em có thích đi coi phim không ạ? Dạ có, nhưng mà do ít đi lắm ạ. Thích thì thích nhưng mà cũng ít có đi. Khi mà trở thành một cái chỗ dựa một chân một người khác á, thì liệu đó có phải là một gánh nặng mà khiến cho anh mệt mỏi không? À không, anh hiện tại bây giờ là thực sự là muốn lấy vợ về để cùng xây đắp một hạnh phúc cùng nhau để vượt qua tất cả. Đó là đối với anh là đó là một cái niềm vui. Dạ. Chứ anh không thấy gánh nặng gì hết. Bản thân em thì em độc lập từ nhỏ, em cũng mong muốn là có được một người quan tâm và là chỗ dựa cho mình. Dạ. Cũng giống anh vô đây thì cũng tạo dựng sự nghiệp bằng hai bàn tay trắng và cũng có tính tự lập từ nhỏ nên là tất cả mọi công việc trong gia đình anh đều làm được hết. Dạ. Nếu như mình hẹn hò thì khoảng bao giờ thì mình tiến đến hôn nhân được? Dạ, thì để xem tình cảm hai bên, hai đứa cùng sẵn sàng trong chuyện tình cảm thì có thể tiến đến hôn nhân ạ. Tức là tình yêu đủ lớn thì mình sẽ tiến tới hôn nhân thôi đúng không? Dạ. Em có thích có con sớm không? Nếu sau này mình cưới rồi thì em muốn là mình sẽ có bao nhiêu đứa con? Dạ, cái này chắc
Con cái em nghĩ đó là lộc trời cho ạ. Dạ. Trời cho nhiều mình hưởng nhiều. Nói chung là mẹ cũng muốn có dâu lắm rồi, hy vọng là em sẽ sớm đồng ý để cùng về chung một nhà với anh cho mẹ vui. Xin phép cho em ôm em cái ôm chặt vô. Xin phép gì ở cô cho ôm em cái. Ôm chặt vô đứng yên nguyên coi. Dạ rồi ạ. Thấy sao em trai, thấy sao? Dạ rất ấm áp ạ. Ấm áp không? Dạ. Em có thấy tim mình nó nhảy nhịp nhiều không trai? Dạ muốn nhảy ra ngoài luôn anh Quỳnh Linh. Nhảy ra ngoài luôn hả? Em trai á, cảm xúc đang rất là đồng đầy à, tim thì muốn nhảy ra ngoài luôn rồi. Bạn không cần kia. Phải đếm gì đâu, đó hai đứa cảm thấy cảm xúc đầy đủ là một cái bạc thôi, không có đây. Thích chúng ta bấm luôn. Đó rồi đó, đó bấm gái. Rồi luôn đó, rồi xong. Em gái thích. Cuộc đời đơn giản như thế. Xin phép gì cho hôn? Gì cho cô cho hôn em? Dạ. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh thì em sẽ chọn cái gì? Dạ, yeah, em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con người đúng ơi. Không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa. Anh nghe nha, em không phải là người vĩ đại đâu anh. Chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió. Lúc giặt giào, lúc hờ hững xa lạ. Lúc nồng nàn, lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ. Nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Chào em trai. À, xin mời nhà gái. Ngồi đi em. Mình sẽ nói lớn lên để mình kia cảm nhận như thế nào nha. Rồi mời nhà trai. Dạ, lời đầu tiên em xin chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Chị Ngọc Vân và bạn gái ở bên. Em tên là Lê Ngọc Toàn. Em 29 tuổi. Hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Quảng Nam. Hôm qua anh mới Quảng Nam về nè. Dạ, em bữa trước em có biết anh về mà bận của em được. Trời ơi, gặp anh về bận gì bận ra, gặp anh chút uống ly cà phê chứ. Dạ, đợt sau anh vào thì em sẽ mời anh ly uống cà phê. Rồi, à, em làm nghề gì vậy? Dạ, em làm nhân viên văn phòng ở Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Quảng Nam. À, rồi. Còn em giới thiệu về mình đi. Dạ, lời đầu tiên cho em chào cô Hồng Vân, chào anh Huyền Linh và chào bạn Nam bên kia. Và chào khán giả có mặt tại trường quay ngày hôm nay. Rồi, em xin tự giới thiệu. Em tên là Hồ Long Ẩn, em 26 tuổi, hiện là giáo viên và đang công tác tại trường Mẫu Giáo Hoa Phường ở Tánh Linh, Bình Thuận. Ủa, Bình Thuận với Quảng Nam có gần không Linh? Cũng không gần lắm. Vậy hả? Vậy à, nhưng mà không sao, tình yêu người ta yêu gần nữa, quả địa cầu người ta còn yêu nhau được mà. Bên kia 26, bên đây 29 ha? Dạ vâng. Rồi bây giờ Nam có điểm mạnh, điểm yếu nào giới thiệu cho bạn gái nghe đi. Nếu tìm điểm mạnh của em là một người vui vẻ, nhiệt huyết. Em là một người sống nội tâm về tiến về gia đình nhiều hơn à, còn điểm yếu là sống về nội tâm nên đôi khi cái giao tiếp hoặc ra bên ngoài thì kém em à, ít nói ha, dạ, ít thể hiện ra bên ngoài. Dạ. Rồi mời nhà trai, nhà gái. Dạ, em điểm mạnh của em á là biết yêu thương và giúp đỡ bạn bè á. Khi mà bạn bè gặp khó khăn thì em luôn giúp đỡ bạn. Đặc biệt là đối với em là một cô giáo mầm non á thì em rất là yêu trẻ. Cái việc nấu ăn uống á, thì em là một người phụ nữ trong gia đình. Dạ, điểm yếu của em á thì hơi bị một chút nóng tính một xíu. Với lại một phần là em hơi nhút nhát như đám đông. Dạ, em nói chuyện khá là nhanh. Mầm non, vậy là biết hát, biết đọc thơ, biết múa, biết nhiều loại hình nghệ thuật đúng không? Dạ, chút chút thôi chú ơi. Giờ làm chút cho nó sơm tụ thôi. Dạ, một tiếng nữa đi rồi con đọc thơ được không chú Linh? À, được. Dạ. Cứ gặp bạn bên kia bắt đầu đọc thơ. Có cảm xúc đọc đúng không? Dạ. Và bạn trai có bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì 2 mối tình. Một mối tình thời sinh viên. Còn mối tình gần đây nhất thì từ năm 2015 tới 2018. Nhưng lý do tại sao mình chia tay? Khoảng cách cũng hơi xa với lại gia đình bạn nữ cũng coi trọng tuổi tự tác. Còn mình thì sao, mình có mấy mối tình rồi? Đối với em thì trải qua 2 mối tình. Một mối tình đầu tiên của em thì đó là sự tìm hiểu thôi, vài tháng thôi. Rồi mối tình thứ hai là mối tình khi mà em bước ra trường đi làm á thì em có quen một người bạn. Hai em với bạn đó thì chưa có cái sự hòa hợp với nhau cho nên là tụi em đã kết thúc được 5 rồi. Dạ. Vậy thì cái mẫu người đàn ông của em phải như thế nào?
Thì nói chung mọi người của em thì nó đơn giản lắm, biết cư xử lễ phép với người lớn và yêu thương chăm sóc, đặc biệt là với cái người bạn mà đồng hành với mình á, phải biết quan tâm. Dạ, trung thủy. Ngoại hình ha, thì anh đó là cao nhìn cũng dễ nhìn một tí, ăn nói thì lưu loát. Nãy giờ nói lưu loát không? Dạ cũng khá được. Khá được, ta làm vào sở văn hóa thể thao du lịch đó, được không em trai? Dạ được. Dạ. Chiều cao thì cũng lúc được lúc không. Nếu mà muốn cao, tại vì muốn được thì mình cam ăn dài cao lên. Em muốn cái bạn trai mình cao bao nhiêu? Dạ em muốn thì bạn trai là cao từ 1m68 1m7 cho lên. Cha có bộ căng ạ, bên kia nói dụ đi giày á là chị thấy hơi căng căng rồi. Chào em. Dạ em chào chị. Dạ giờ mình cao nhiêu nè? Em thì em 1m89 rồi. Tôi nhà trai tôi bị gọi là yếu chiều cao chút, nhưng mà tất cả mọi thứ đều có hết á. Về tình cảm nè, rồi nụ cười tươi, gương mặt cũng ấn tượng ha. Này mà đẹp trai lắm, đừng có giỡn nha. Đó, cao mà... thêm gan là ngon lành luôn á. Bây giờ giữa cái ngoại hình đó với lại cái con người của ảnh á thì em sẽ chọn cái gì? Dạ em sẽ chọn con người. Đúng em rồi, sẽ chọn con trời người ơi. Đúng không? Dạ. Bên đây vỗ tay mừng quá kìa. Ủa rồi còn em sao, nói luôn. Nói đi. Nói cho dân có biết đi nào. Dạ thật ra thì em không đặt tiêu chuẩn về bạn gái của mình. Em chỉ có quan niệm là phải hợp nhau hay không thôi. Tính tình thì có hiếu với gia đình, biết chăm sóc bản thân mình, không có giận hờn vô cớ. Đâu có ai khùng đâu giận hờn vô cớ, ít nhất phải làm gì cho người ta mới giận chứ. Thành ra người đàn ông mình phải tìm hiểu tại sao người khác giận mình, mình phải làm cái gì đó, thậm chí mình vô tình làm gì mình không biết, chứ không ai tự nhiên đi đùng 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 lên khùng lên hết trơn á. Dạ chào chú Hiền Linh. Hết hồn chưa? Hết hồn chưa? Ê, có sợ yêu xa không? Dạ yêu xa, nếu như mà có lòng tin thì sẽ vượt qua. Mình không thích đàn ông ở điểm nào? Người đàn ông á, con không thích đó là hút thuốc. Có hút không? Dạ rượu bia thuốc em không hút. Con thì không thích ghen. Tính của con là con sống rất là thoải mái. Dạ con cũng vậy, con cũng không có ghen. Vậy thôi chứ phụ nữ mà không ghen là nó chỉ làm như ông thương tôi á. Nhớ nha, giờ nó không ghen mày mốt về bắt ta ghen là không được đó. Trai đi với ai vậy? Dạ tại thì Quảng Nam mưa bão nên anh không đi được. Rồi có nghĩa là không ai đúng không? Dạ vâng. Còn mình sao nè, mình đi với ai? Dạ thưa cô, con đi với mẹ và các chị của con. Cô thưa với Nguyễn Linh với lại MC Hồng Vân, đối với cô á thì cô thấy ngoại hình này thì nói chung là theo tiêu chuẩn của bé thì nó hơi kém một chút, nhưng mà về cái tính tình rồi cách ăn nói thì thấy cũng được. Cũng được. Thì cô cũng mong sao cho bé nó đồng hành với bạn trai bên này thì cô ok. Okay. Cảm ơn. Rồi cảm ơn cô. Cảm ơn cô. Miễn sao bạn gái ok là gia đình ok. Là cố gắng nha em trai nha. Chuẩn bị mở rào. Chào em. Anh có món quà tặng em. Thật ra có một bó hoa nữa mà hồi nãy anh đi trên đường anh quên mất để trên xe nên anh tặng em. Trời ơi, mua hoa rồi quên luôn. Mở quà đó có cái gì vậy? Dạ con xin phép mở quà nha. Là cái son. Trước là em rất thích nụ cười của bạn gái và giọng nói nữa, nên thật ra em sẽ tặng cái son, mong rằng bạn sẽ luôn nở được cười, luôn vui vẻ trong cuộc sống. Dạ rồi em cảm ơn anh, món quà này em cũng rất thích. Dạ. Dạ đến với chương trình ngày hôm nay thì em cũng có món quà nhỏ muốn tặng cho anh, tự tay em làm. Và trong tấm thiệp này em có viết một cái đoạn thơ. Dạ tí em sẽ đọc cho anh nghe nha. Dạ. Rồi cảm ơn em. Bây giờ mở thơ, đúng mở rồi, thiệp đọc kìa. Đọc thơ đi. Đẹp quá. Tấm thiệp hả? Dạ. Tự tay làm đó. Hình này sao giống dữ vậy trời. Em sẽ đọc cho anh nghe nha. Đúng rồi. Dạ, anh cho em mượn cái đó thôi. Dạ. Dạ rồi, em xin đọc. Đứng nó nghe luôn, đứng nó nghe luôn. Anh nghe nha. Em không phải là người vĩ đại đâu anh, chỉ bình thường mỏng manh như hoa gió, lúc dạt dào lúc hờ hững xa lạ, lúc nồng nàn lúc hờ hững buông lơi. Rồi gặp anh lần đầu em bỡ ngỡ, nếu nên duyên chúng mình cùng hẹn hò. Trước khi em mua này em có nằm mơ có gì mà mua sao giống quá trời. Chắc này linh tính á, cái giác quan thứ sáu mách bảo ha. Chắc là vậy đó. Trời nó cưng hết sức nội, nhìn này nhớ nó, nhìn nó nhớ này. Dạ.
Anh có một câu hỏi này, nếu sau này anh và em có thể tiến xa hơn đó, thì một trong hai đứa sẽ phải chuyển công tác hoặc chuyển về nơi ở mới, thì em sẽ suy nghĩ thế nào về vấn đề này? Dạ, vậy cho em hỏi anh thử nha, công việc của anh hiện tại đang ở đâu? Anh đang làm ở Quảng Nam. Dạ, em có thể xin một cái trường mầm non nào đó cho bạn gái dạy được không? Cũng được ạ. Em không quan trọng về vấn đề nơi ở hoặc việc làm. Ừ. Miễn là bạn gái ổn định trước rồi mình ổn định sau thì em có thể chấp nhận. Em về Bình Thuận được không? Dạ, cũng được. Mà thời gian đầu thì em phải ở nhà. Tại nhà em thì còn có cô và một bà nội nữa. Ừ. Nên cũng hơi nam người. Dạ, dạ. Nhà em cũng vậy thôi. Nhà em thì em trai của em thì làm ở Đồng Nai, còn có mình em là con gái nhà với ba mẹ thôi. Dạ. Vậy thì đứa nào phải về nhà đứa nào? Chấp nhận làm rể được không? Dạ được ạ. Đó rồi, dễ xong rồi đó. Anh nhìn em có như thế nào? Em có... cũng dễ thương. Dạ cũng... em cảm ơn anh. Nghe giọng nói anh cũng rất thích. Dạ. rồi mà em sao không hỏi đi, rồi em thấy anh làm sao? Tự nhiên em bối rối quá chị. Hỏi đi. Em thấy anh có đúng tiêu chuẩn của em không? Anh thì nhìn cũng khá điển trai. Dạ, hoạt bát, vui vẻ. À, chắc có lẽ là anh đang run đúng không ạ? Anh cũng run. Dạ. Nữ con trai mà mạnh dạn lên chứ. Không, tính anh cũng hơi chút nhát một tí. Anh dạ. Thì sống nội tâm nhiều hơn. Dạ. Có nhiều lúc anh bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều quá. Không biết em... thấy thế nào à? Sống nội tâm thì cũng không có tốt lắm. Anh cứ bộc lộ ra hết đi. Cái anh nghĩ mình được cái gì á thì anh cứ nói ra hết, anh cứ trải lòng ra nói ra hết. Anh thích đi du lịch với lại chăm sóc chó mèo. Vậy hả? Dạ, trẻ dạ. Con nữa, anh trẻ con anh cũng thích. Ví dụ như là ở xa vậy thì theo anh là mình gặp nhau á là bao nhiêu lần? Trong một tháng có thể 2 lần. Dạ. Dạ, anh có thể sắp xếp được anh 2-3 lần khó nha. Thứ bảy chủ nhật anh có thể sắp xếp đi vào cho nó được. Dạ. Yeah. 2 lần thôi. Dạ. Yeah. Đi ngày về ngày gặp nhau. Ý em leo xe về. Trời ơi vậy luôn á. Để bạn gái ngồi đó, mình bước tới nhẹ nhàng nắm tay bạn gái, trìu mến nhìn thẳng vô đôi mắt ấy và nói một câu gì đó tận đáy lòng của mình. Nắm tay em được không? Dạ được. Nắm hai tay luôn. Nắm hai tay nhìn thẳng mắt cô ấy. Đưa cái tay kia ra đi em gái. Đó, nắm chặt nhìn thẳng đôi mắt. Hôm nay thì anh đến đây với tấm chân tình của mình. Anh thật sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Anh và em có thể trao nhau một cơ hội để có thể tìm hiểu và tiến xa hơn trong... Dạ, em cảm ơn những gì đã nói với em. Dạ. Rồi, về vị trí. Hai đứa nhìn thẳng ra phía trước, nhắm mắt lại. Đây là việc hệ trọng. Chúng ta bấm nút là chúng ta trao duyên cho nhau. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Em gái không bấm. Em suy nghĩ điều gì em gái? Em xin lỗi anh ha. Em nếu như em bấm thì em không làm được trách nhiệm của em thì em có lỗi với anh. Sau chương trình này em và anh có thể làm bạn và mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Anh thấy em trai là bây giờ mình phải cố gắng, nếu mình thuyết phục hơn nữa, mình năng động hơn nữa, mình chia sẻ nhiều hơn nữa, chủ động hơn chút xíu nữa thì chắc chắn ta sẽ giành được trái tim mà mình đang đi tìm. Tăng Băng hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à? Đậu đậu trong tình yêu của em. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là hành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được, tại vì tuổi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Qua là bước tới đó, con hiểu không? Dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Xin mời nhà gái. Bây giờ hai bạn đã có mặt sân khấu nha, giới thiệu về mình đi em trai. Là đầu tiên cho con lời chào chú Quyền Linh. Rồi. Cô Hồng Vân, bạn nữ bên cạnh và tất cả mọi người ở đây ạ. Con xin tự giới thiệu, con tên là Đặng Hoàng Anh, năm nay con 27 tuổi. Quê quán là Bến Tre. Nghề nghiệp con là con đang làm trong ngành xây dựng. Mà giờ đang xây dựng ở đâu? Dạ, công việc hiện tại con cũng ở Bến Tre luôn. Mời nhà gái. Con, giới thiệu đi.
Con xin chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh và chào bạn Nam, chào quý vị khán giả. Con tên là Diễm Huyên, năm nay con 26 tuổi, con đến từ Quảng Ngãi. Nghề nghiệp của con hiện tại là nhân viên văn phòng cho một công ty Nhật. Mà con làm ở đâu? Dạ con làm ở quận 7. Bạn kia thì lại làm ở Tuốt Bến Tre à? Con có thích Bến Tre không? Dạ con thích kẹo dừa. Con nói luôn về điểm yếu, điểm mạnh của mình đi. Điểm mạnh của con thì con vui vẻ với mọi người. Con thích quan tâm người khác, dạ. Những người mà con yêu quý á. Và trong chuyện tình cảm thì con rất là rõ ràng, rạch ròi. Con có khuyết điểm gì không? Con có khuyết điểm thì con hay quên theo kiểu là não cá vàng. Dạ, với lại lâu về quê thì con vẫn còn ngủ với mẹ. Trời ơi, ngủ với mẹ là quá đáng yêu chứ sao mà khuyết điểm được. Rồi mời em trai cho thằng gái biết được là ưu điểm, khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của con là con biết nấu ăn, con chơi được nhiều môn thể thao, con hay giúp đỡ những người xung quanh con. Vậy là tốt. Dạ. Có khuyết điểm gì không con? Khuyết điểm của con là hơi ít nói, với lại con ít thể hiện cảm xúc bản thân của mình ra ngoài cho mọi người biết. Con có mấy mối tình rồi? Dạ, con thì trải qua được 2 mối tình. Mối gần đây nhất là bao lâu rồi? Dạ, chia tay hồi năm 2017 ạ. Chia tay vì gì con? Con vì áp lực nhà bạn gái ạ. Bạn gái làm gì áp lực mà chia tay? Thì nhà bạn gái là gồm 3 chị em, 2 anh cũng làm ngành xây dựng, mà 2 anh thì đã thành công rồi. Vô phải bắt con vô một cái khuôn mẫu. Bắt theo khuôn mẫu của hai anh đúng không? Dạ dạ. Vậy là hiểu ha. Con mấy mối tình rồi con? Con một mối tình hồi sinh viên, chính thức thì là một mối tình. Dạ, tụi con quen 3 năm xong rồi. Khi mà nghĩ tới những chuyện tương lai sau này á, thì cảm thấy không có hợp nhau nữa và chia tay. Chia tay cách đây 2 năm mà. Bây giờ mình đi đến một mối tình mới nha. Bây giờ cái mẫu người lý tưởng của con? Dạ, mỗi người của con thì chín chắn, điềm đạm, trong công việc thì có ý chí tiến thủ. Bây giờ con có cần phải có nhà, có xe gì hay là như thế nào? Dạ, có nhà thì càng tốt ạ. Có nhà càng tốt mà chưa có thì sao? Chưa có thì con mới nói là có ý chí tiến thủ á. Là phải cố gắng để mà có một cái định hướng gì đó trong tương lai rõ ràng hơn. Rồi con có muốn cái người đó phải đẹp trai không? Giờ mình đẹp quá, mình phải muốn người bạn trai của mình đẹp cho xứng dạ với mình thôi chứ. Đẹp trai dữ cũng mệt lắm cô. Vậy hả? Làm biến dữ hả con? Dạ, làm biến dữ. Rồi bây giờ con có sợ yêu xa không? Dạ, cái đó thì con không ngại. Nếu mà bạn Nam không ngại thì bạn Nam sẽ lên Sài Gòn thì con cũng không ngại. Thật ra thành phố ngay quận 7 đi Bến Tre thì không có xa đâu con. Dạ, hiện nay đường cao tốc rất là nhanh và đi qua cầu Rạch Miễu là tới rồi. Dạ. Không có khó, thậm chí Bến Tre lên Sài Gòn cũng nhanh ha. Dạ. Có bên đây làm xây dựng muốn xây nhà lúc nào không được, quan trọng có tiền xây không thôi. Bây giờ con muốn tìm mẫu người lý tưởng thế nào nè anh trai? Con thích người bạn gái thì lễ phép, có cá tính riêng một chút, với lại dịu dàng. Cá tính mà dịu dàng hả? Tên tên. Dạ, con chào chú. Hết hồn chưa? Xinh quá. Con thật sự là xinh luôn á con gái. Dạ con cảm ơn. Làm diễn viên là được luôn á, con làm văn phòng hả? Dạ con làm văn phòng. Ơi. Bên đây đàn trai cũng hot boy đó. Nào mời nhà gái. Đấy trời ơi. Chào cô. Hello. Trai tài gái sắc đúng tôi rồi. Nghĩ là đúng với cái cặp này. Cô nói vậy là con hiểu rồi gì đúng không? Thì giờ cô muốn hỏi con nè, con có đặt nặng về vấn đề nhan sắc không? Người đàn ông mà lung linh thì nhờ người phụ nữ bên cạnh. Nếu mà đẹp dạ cũng được luôn. Được không? Dạ. Được không? Rồi thôi bây giờ vậy hôm nay con đi với ai? Dạ con đi với sếp của con ạ. Dạ chào sếp. Dạ em xin chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Thì xin chào em gái. Dạ em chào. Chào nhà gái. Thì em là tên là Cửu Long, là sếp quản lý trực tiếp của Hoàng Anh. Hôm nay thì em đến em ủng hộ Hoàng Anh. Thì ở đây cũng nói về em gái Hoàng Anh, nếu mà nhìn em gái này Hoàng Anh chắc sẽ đổ liền. Đổ rất là ngay xinh. Mà liền đúng không? Đổ phạt 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 đó. Dạ yeah, anh ngồi đó là anh bấm nút liền. Nhưng mà ở đây chỉ còn cái quan ngại là giữa hai đứa sắp xếp về cái hai nơi thì có thể là trao đổi và thống nhất coi mình sẽ xây dựng một cái mái ấm hay là một cái gia đình ở đâu đó, xin cảm ơn đó, chương trình. Dạ yeah. Yeah, cảm ơn sếp. Hay quá, cảm ơn sếp nhiều. Con đi với ai? Dạ con đi với bạn đại học của con ạ. Dạ con chào chú Quyền Linh, chào cô Hồng Vân và chào quý vị khán giả, chào anh Nam. Thì con tên Thảo, thấy là anh bên này rất là được luôn á Huyền. Nhìn ảnh rất là điềm đạm, đẹp trai, cực kỳ đẹp trai luôn. Xoái ca sơ mi trắng luôn. Trời ơi, cái gu này hồi trẻ cô mê lắm luôn, sơ mi trắng quần jean. Con mong là hai bạn trên này thì cứ trao đổi, nếu mà cảm thấy là có cái ấn tượng tốt về nhau thì mình cứ bấm nút.
trao cho nhau cái cơ hội cũng tìm hiểu cũng như là tương lai sẽ tiến tới hôn nhân, cũng giống như là con và bạn đồng hành của con một năm trước cũng đã từng ngồi trên ghế này và tụi con cũng thành đôi. Vậy mà chú không nhớ nha. Rồi chúc mừng con nha. Anh thích con trai hay con gái? Nói anh con trai con gái gì cũng được, không quan trọng lắm. Mà nếu như được đồ làm con trai thì anh sẽ thích hơn. Cũng như không. Qua cái cuộc trò chuyện vừa rồi thì em cũng thấy là anh cũng hợp với những cái yêu cầu của em. Anh thì anh thấy em sẽ em nhìn anh kỹ hơn là anh nhìn em nhiều. Em rất là dễ thương, mong em hãy cho anh một cơ hội. Và chúc mừng hai bạn. Chúc mừng. Nắm tay nhau đi. Một nụ hôn đầu tiên, kỷ niệm cho ngày đầu tiên gặp nhau. Cho anh hôn em nhé. Thôi chúc mừng con nha. Dạ, con cảm ơn. Hôm nay các bạn cũng sẽ giống như con có duyên nha. Dạ. Rồi, bây giờ thì mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi nha. Đúng rồi. Mở rào. Chào anh. Chào em. Cái quà anh gửi. Dạ, em cảm ơn. Em cũng quà tặng anh. Em tặng anh cuốn sách với lại chai nước rửa tay. Cuốn sách thì cuốn sách em rất là thích. Còn nước rửa tay thì đang mùa dịch cho nên em thấy nó rất là thiết thực. Rồi, em cảm ơn ạ. Quà anh tặng em là giống như kẹo dừa. À, kẹo dừa. Dạ, dạ. Có hoa bi. Tại ở nhà với bạn bè hay ba mẹ cũng gọi là tên bi nên tặng bi cho em. À, là con tặng bản thân của con cho Nguyên luôn đúng không? Dạ. Nhận không Nguyên? À, dạ nhận. Dạ nhận. Con để đây nè. Rồi, để đây con. Bây giờ hai đứa cảm nhận về nhau đi nào. Anh thấy em với chồng tưởng tượng của anh đó thì nó... Anh thấy em xinh, rất xinh. Rồi em cảm nhận như anh như thế nào? Thực ra em rất là thích con trai bọn sơ mi trắng. Dạ, hôm nay anh bọn sơ mi trắng cho nên em cũng rất là thích. Thí dụ như mà quen nhau á thì anh ở Bến Tre thì thí dụ như hẹn hò thì sao anh ha? Quan trọng là có lý do là anh lên được hết à? Dạ. À, quan điểm tình yêu về tình yêu của anh thì như thế nào? Anh nghĩ là nên là niềm tin, hai người tin tưởng nhau thì sẽ vượt. Tin tưởng thôi à? Thật lòng với nhau. Ừ. Còn em thì trong tình yêu thì em rất là rõ ràng, giống như là quen nhau thì tỏ tình, còn chia tay thì phải nói chia tay. Dạ, phải rành rồi gì. Em thấy anh cũng ít nói, anh cũng khá là điềm đạm. Nói hết được rồi con ơi. Gặp con cái là đứng hình luôn, nói gì được nữa. Thôi thì chú hỏi giùm con. Dạ. Hỏi xem chừng nào, nếu mà tình yêu mình đủ lớn thì chừng nào em có thể cho anh bước tới. Bước tới là thành người yêu quá hả chú? Cưới vợ đó con, cưới vợ. Khi nào mà coi như là bao nhiêu lâu thì có thể cho anh cưới em được. Tại vì tụi hai đứa cũng có thể làm đám cưới được rồi. Bước tới đó, con hiểu không? Dạ, dạ, dạ. Hỏi đi, hỏi coi. Ví dụ em với anh quen nhau. Dạ. Khoảng bao lâu mình bước tới giống chú Quyền Linh nói được em? Cái này thì nó tùy vào giai đoạn á anh. Khoảng bao lâu phải cho dạ. Nó biết cái khoảng thời gian. Dạ, nếu được thì sang năm là được à. Tại vì năm nay thì cũng mắc dịch rồi anh. Khoảng sang năm ha. Dạ. Rồi là hết dịch là bước tới á chú. Bây giờ mình nói đi, mình nói cho bạn gái biết mình có tật xấu gì không, nói đi. Để nửa mai mốt về lộ ra là mệt lắm, nói trước đi. Dạ, anh có tật xấu gì không? Tật xấu gì không? Làm trong môi trường xây dựng thì nam nhiều. Dạ. Rảnh thì nhìn qua nhìn lại ra đi ra quán thôi. Mà quán nhậu giống như quán cà phê. Mà anh có hay nhậu không? Anh từng thì cũng một hai lần giao lưu với mấy đồng nghiệp trong cơ quan. Dạ, đồ của anh bao nhiêu vậy anh? Đồ của anh nào? Nói em mắc cỡ. Chắc đồ nó lù quá. Bạn bè với mấy anh đồng nghiệp hay gọi anh là bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu. Bất tử trong bàn nhậu à. Hậu đậu trong tình yêu á em. Vậy nó giao lưu là uống hết một lưu đó, chưa xỉn đó. Dạ. Con hiểu sơ sơ rồi chú. Hiểu sơ tinh thần rồi con ha. Dạ. Nhưng mà ví dụ anh uống vô thì anh có gọi là gì, anh có lầy lội hay là gì à? Không, anh này anh uống anh cũng ít nói, anh ngồi anh uống anh nhịn cười không. Uống xong nó cười là hiểu rồi đó. Về phía con thì con đồng ý cái đó không? Anh có thể giảm bớt cái tần suất uống của anh lại được không ạ? Thì lúc đó anh đi chơi với em rồi, anh đâu có nhậu nữa. Bữa nào em làm cho anh buồn thì anh sẽ tiếp tục bất tử trên bàn nhậu. Đơn giản, hù vậy đó. À, nói chung đó, nó còn trẻ, với lại đi giao lưu thì uống như vậy thôi. Chứ nếu dạ. Có gia đình chắc không đến nổi với con hả? Dạ. Bỏ đi con ơi, tại vì á
27 tuổi ha, sau này còn phải lấy vợ có con nữa. Mà uống nhiều quá là ảnh hưởng. Em có về Bến Tre chơi lần nào chưa? Dạ chưa à, em cũng muốn đi thử một lần cho biết. Có dịp anh mời em với mấy bạn về chơi. Dạ. Cha mời nhóm này mệt à. Là một hết một nhóm vậy là bạn hả chú? Ừ. Được không? Rút lại được, con có quyền rút lại lời nói. Vậy đi xe lớn lớn chút xíu. Thôi 26 chỗ nha con. Dạ. Rồi. Con tưởng có 4 người đầu. Đâu 4 người đầu được. Cả hát cái rồi, đi cho nó. Tiến lại gần nắm tay nhau hát giao lưu thế coi. Vậy con xin hát một đoạn cái bài tiếng Nhật ạ. Con quên. Vậy được rồi, chúc cô. Con đáp lại câu thôi. Cho nói bạn câu được không chú? Được. Cái nút nó nằm bên tay trái dưới xu lưng ghế em. Rồi nhớ nhấn nha. Dạ. Nắm tay hoài vậy luôn hả chú? Nắm hoài đi. Cố gắng nắm rồi, cảm xúc của hiện con giờ đang sao? Nắm lại. Nói đi, nói cảm xúc anh hiện nay nắm tay em sao? Nói đi cho bạn nó biết đi. Đã chú. Nói với Nguyên á. Nói chứ đã, nói tụi chi. Nói với cái ông kia làm gì? Tay em mịn. Dạ. Anh thấy em, em thấy anh sao ha? Em thấy anh hơi rung. Dạ nữa. Thôi nói con dạ tùm lum luôn rồi. Còn bây giờ mình nghĩ sao? Mình làm vậy. Tim mình rung động, mình bấm nút. Không rung động, không cần bấm. Để tay vào nút bấm đi. Hình như bấm rồi. Anh bấm rồi kìa. Tại con thấy chưa đếm. Không cần luôn, phá luật luôn đi con. Dạ. Rồi xong rồi đó. Sao vậy, rung quá hay sao vậy? Dạ. Hình như bấm rồi là sao? Giờ trong bồng con thấy sao? Nói hồi nói còn xỉu rồi chứ. Chính thức hai đứa bắt đầu hẹn hò với nhau rồi đó. Nắm tay thiệt nè. Cho nắm tay. Dạ. Kỹ sư xây dựng hả? Dạ. Con phải đổ bê tông liền. Dạ, đổ bê tông. Xỉu không? Dạ, hết xỉu rồi. Bây giờ mình hứa với gia đình hai bên là cho phép tụi con hẹn hò với nhau. Thì con hứa sẽ bảo vệ cái mối tình này, chăm sóc mối tình này như thế nào đó. Nào, nói đi con. Thưa hai bác, em để đây con lo. Thì để con bảo vệ em ạ. À. Ê, khoe đi, khoe với ba mẹ mình á. Ba mẹ ơi, con có bạn gái rồi. À, coi bạn đi. Gái nói nè. Dạ, tại vì hôm nay dịch cho nên mẹ con cũng không có vô được. Cho nên là con xin giới thiệu với mẹ đây có thể là bạn trai tương lai của con. Dạ. Con muốn nói với lại hai bác ở dưới Bến Tre à. Dạ, con chào hai bác. Hy vọng thì con với lại anh sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp à. Dạ, con xin hết. Được rồi đó. Rồi, trao nụ hôn đầu tiên, đôi gò má. Có thể hôn nhẹ một cái được. Ở đây là cha hôn con nha. Đây nè, đây mới là, đó. Được cái nữa không? Cái nữa con. Con này là con lời quá, làm như con cũng có đường hướng. Nó cũng có đường hướng hết trơn, làm bộ nó làm cặp mưu á con. Thuyết âm mưu. Tại con quay qua ngay. Bây giờ cho phép con làm lại đó. Rồi thôi, chúc hai đứa hạnh phúc nha. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Ai mà quen quá vậy ta? Thì cả tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy giờ còn đâu. Trời đó ơi. Nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Ok. Dạ. Xin mời nhà gái.
Rồi mời em trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin tự giới thiệu, em là Phạm Minh Phương. Em năm nay 25 tuổi và đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Phương làm gì Phương? Em làm kỹ sư thiết kế khuôn dập ô tô. Quê em ở đâu Phương? Dạ, em đến từ Bình Phước ạ. Bình Phước, nhưng mà làm tại quận mấy? Làm ở Thủ Đức. Thủ Đức. Làm tại Thủ Đức mà quê ở Bình Phước, còn em? Dạ, con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quyền Linh, chào anh bên kia. Chào quý vị khán giả, con tên Kim Ngọc, 26 tuổi, đến từ Tây Ninh. Con hiện tại đang làm giáo viên dạy kèm môn toán và môn hóa cấp 2. Sao cầm cái tờ giấy gì vậy? Dạ, con sợ con run quá, con quên nên con viết lại. Gì? Dạ. Sao viết dài sọc vậy hả? Cứ dạ. Ghi gì trong đó vậy? Dạ, con ghi mấy cái ưu điểm, khuyết điểm. Trời ơi. Rồi đọc luôn đi con. Có gì sẵn mình đọc luôn đi, cái ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm con là vui vẻ, hòa đồng, thân thiện, không thích cãi nhau. Khuyết điểm của con là tắm lâu, thích ngủ nướng, nhút nhát trước đám đông, hay để quên điện thoại, không giỏi kiếm tiền. Thật ra con không giỏi chịu được áp lực của công việc. Còn gì nữa không? Dạ hết. Hết mà dài sọc vậy luôn á hả? Không. Mai mốt đi gặp người yêu con viết một dọc luôn, muốn hỏi gì, muốn nói gì, tình yêu sao, viết một dọc để tới đó khỏi quên nha. Dạ. Rồi có thích ca hát, ngâm múa hay là thích làm thơ hay thích theo thùa gì không? Dạ, con có làm bài thơ nói về bản thân của con. Ồ, rồi đâu, con đọc luôn đi. Này con nhờ chú Quyền Linh đọc con. Trời, nhờ chú hả con hả? Sao đây. Ông có sẵn lòng không? Ông mai mối ơi. Có sẵn lòng luôn. Trời ơi, thằng gái xinh hả? Để chú con. Rồi con cứ ngồi đi coi. Thơ: thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày đầu ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Trời ơi, ôi, chữ cô giáo đẹp, đẹp quá. Theo cô thì con cứ giữ cái này, xong chút xíu nữa nếu như mà con mở rào ra đó ha, con nên tặng cái này cho cái bạn trai bên đây. Đẹp quá à. Có giá à. Ồ, để tôi coi đàn trai. Đàn trai cũng hương trời sắc nước. Thôi nói chung là hot boy. Hot boy và hot girl ha. Đúng rồi. Bạn cảm nhận như thế nào khi mà bạn thấy một cái tờ giấy mà với một cái lý lịch trích ngang, nét chữ thiệt là đẹp, thiệt là mong manh, thì bạn cảm nhận cái cô gái bên đây như thế nào? Cảm nhận của con là cô gái đó là một cô gái rất là chu đáo á. Rất là chu đáo, đúng rồi. Cẩn thận, chu đáo, đúng vậy. Rồi, bạn có điểm mạnh, điểm yếu gì giới thiệu cho bên đàn gái người ta biết luôn đi. Dạ, bình thường thì con rất là tự tin. Con nhanh nhẹn với con ham học hỏi. Ví dụ mà ở trong nhà có đồ gì hư hỏng thì con cũng mềm mò sửa được. Giỏi. Còn điểm yếu thì con dễ mất tập trung và hay quên. Hay quên, giống bên kia. Con nãy quên mất ra đây phải chào rồi. Quên mất chào, giờ chào đi con. Dạ. Con chào chú Quỳnh Linh, chào cô Hồng Vân và chào tất cả quý vị khán giả. Ý như là rất là hay này, quên luôn. Cái này mà về gặp ông bà già vợ mà quên chào là mệt lắm nha. Bạn bên kia tên gì? Con quên bạn bên kia tên gì luôn rồi. Con nói lại cho một cơ hội cho bạn đó nhớ từ đến cuối giờ nè. Dạ. Em tên Kim Ngọc. Kim Ngọc. Kim Ngọc. Nhớ dạ. Nha, Kim Ngọc nha. 25 tuổi con có mấy mối tình rồi Phương? Dạ, con trải qua 2 mối tình. Mối dài nhất là mấy năm? 2 năm chú. Mối ngắn nhất là? Ngắn nhất là được 2-3 tháng thôi. Trời ơi, nhưng tại sao lại chia tay? Dạ, do khi mà học xong rồi ra trường thì xảy ra nhiều vấn đề rồi hai bên bất đồng quan điểm. Thực ra là với một người thanh niên 25 tuổi thì cái quan điểm nó cũng chưa phải là bất di bất dịch lắm đâu. Cho nên là có thể là con sẽ gặp một người nào đó, cái tình yêu, cái tình cảm nó đủ lớn để mà con cảm thấy cần phải đồng quan điểm với người mình thương. Chúng mình sẽ bày tỏ cái quan điểm của mỗi đứa cho hiểu nhau nhiều hơn nha. Còn con thì sao, mấy mối tình rồi? Dạ con chưa có mối tình nào. Con chưa có mối tình nào. Chưa có mối tình nào luôn. Thậm chí là yêu đơn phương cũng chưa có luôn. Dạ đúng rồi. Cái người bạn trai mà con mong muốn sẽ phải như thế nào? Dạ con nghĩ là một người đàn ông nam tính, không hút thuốc, ít uống rượu thôi, điềm đạm, có bản lĩnh, chân thành, giỏi kiếm tiền. Có cần đẹp trai không? Con thì con thích ngoại hình giống cái anh này. Tại con nghe cô Hồng Vân nói giống cái anh này 20 năm trước, cho nên con thích ngoại hình giống anh này. Ông mối ơi, kiếm giùm cái người đàn ông giống vậy đi. Đâu? Coi cái bên đàn trai có không? Có hình luôn hả? Có hình luôn. Yeah.
Ai mà quen quá vậy ta? Thì cái tôi thấy cũng quen lắm luôn á. Ngày xưa ấy, thanh xuân ấy giờ còn đâu. Trời đất ơi, nó khác một trời một vực. Nhưng mà nói nghe nè, ông can cái mặt ông vô bên kia là thấy là giống hơn á. Ông tin ông thử coi. Biết ai không? À, dạ rồi, chú. Đó, mà để nè, để sát con thấy giống hơn á. Trời ơi, không ngờ xưa tôi cũng đẹp trai vậy ta. Nhưng mà bây giờ hôm nay con đẹp trai hơn. Yên tâm, con trắng trẻo hơn chú ha. Đẹp trai nha con. Dạ. Không phải đùa đâu, đây là hot boy đó. Rồi, bây giờ thế này nè, mình hỏi ý kiến người thân đi coi sao. Đúng rồi, mình cho hai trẻ gặp mặt đi. Ừ, rồi hôm nay con đi với ai nè? Dạ, con đi với chị của con. À rồi, mời chị. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh. Dạ, chào chị Hồng Vân. Dạ, chào khán giả ở trường quay. Dạ, Ngọc á, thì từ nào giờ bạn đó nhút nhát với khép kín lắm, nên bởi vì từ đó chị cũng chưa có quen ai. Dạ, theo chị á, thì chị thấy bạn trai bên đây cũng hiền, nói chuyện cũng dễ thương. Chị nghĩ là em nên cho bạn bên đây một cơ hội. Dạ, để hai em tìm hiểu nhau. Dạ, không phải nhút nhát đâu, vấn đề đi tìm cái hình tượng mà mình chưa có. Mà hình tượng này cũng khó tìm lắm á. Dạ. Đâu. Em trai đi với ai? Con đi với mẹ với ba người bác ạ. À. Bác à, Yến, bác Mỹ với có mẹ, bác ha. Mẹ. Xin mời cô có vài ý kiến nè. Dạ, con chào bác. À, xin chào hai MC mát tay. Dạ. Xin chào khán trường. Chị. Chào bên đàn gái. Tôi là bác gái của cháu Phương. Hôm nay cháu được chương trình mới đến đây thì cũng muốn cho cháu kiếm được một người bạn để kết bạn trăm năm cho nó vững bền. Thấy cháu đây cũng đẹp, cũng xinh, dễ thương, giống mẹ chồng, cao cao giống mẹ chồng. Bác nói với Phương là cháu gái bên này, em gái bên này coi cũng được đấy. Thì hơi cháu cứ tiến tới từ từ đi rồi tìm hiểu nhau rồi, rồi tiến tới hôn nhân cho nó tốt đẹp. Dạ. Cảm ơn. Còn mẹ sao? Rồi, mẹ ơi, nói câu đi, mẹ thấy dạ, sao? Chào, chào MC Quyền Linh, chào MC Hồng Vân và chào toàn thể quý vị trong trường quay. Ta thấy cháu gái bên đây cũng xinh, cũng hiền. Còn về tìm hiểu thì do hai cháu quyết định. Dạ, rồi dạ. Cảm ơn mẹ. Rồi, bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Đúng rồi, thằng yêu cái lý lịch đó đi. Rồi, tặng quà cho nhau đi. Trời nhiên. Anh có cái cây này là vật dụng mà anh đặt trên bàn làm việc tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, rất là dễ thương. Đến với chương trình em cũng có món quà tặng cho anh là chiếc đồng hồ để bàn. Dạ, cảm ơn em. À, với nghĩa là cho dù thời gian có thay đổi, anh vẫn lưu giữ khoảnh khắc ngày hôm nay. Cảm ơn. Chúng ta cảm nhận về nhau đi, lần đầu tiên các bạn gặp mặt đó, sau hai mươi mấy năm đó. Bây giờ con nói thử xem là bạn này có giống như trong cái đầu óc con hình dung không? Ừ. So với cái phiên bản Quyền Linh á thì được bao nhiêu phần trăm? Chắc 70%. 70% hả? Cảm nhận đi. Sao nè, hai đứa nói chuyện đi. Cảm nhận đầu tiên thì con nói là con thấy cô gái rất là dễ thương, trên sức tưởng tượng của con. Trên sức tưởng tượng đúng không? Vâng ạ. Anh muốn hỏi là kiểu tình yêu lý tưởng của em là như thế nào? Em nghĩ tình yêu lý tưởng là giúp hai người hoàn thiện lẫn nhau. À, tại vì trong khái niệm của anh thì có kiểu như là mới gặp đã yêu, rồi thân thiết lâu rồi yêu. Dạ. Rồi hoặc là theo đuổi nhiều quá nên yêu. Dạ. Em thích kiểu nào? Em chưa suy nghĩ mấy cái kiểu tình yêu đó nên em chưa trả lời được. Con có thiện cảm với anh không? Dạ có. Ừ. Nếu như mà sau chương trình này mà cả hai chúng ta bấm nút chọn thì em có muốn tối nay đi chơi không? Dạ, tối nay em có việc bận rồi nên em không đi được. Bữa khác, theo đuổi. Dạ. Theo đuổi hoài, hẹn bữa nay không được, hẹn bữa kia, dạ, dạ, kia không được, hẹn bữa kia, kia không được, bữa kia nữa. Dạ. Hẹn chừng nào được thì thôi, đã yêu là phải hẹn, cố gắng hẹn cho bằng được. Phương hỏi bạn đi, bạn thích gì? Ừ, anh thích màu gì? Dạ, em thích màu hồng phấn. Anh thích màu tím, anh thích màu tím. Dạ. Không, con thích màu tím chứ con không xài cái gì màu tím hết. Chú Linh thích màu tím mà con. Chú thích màu tím mà chú không mặc màu tím. Vâng. Mỗi nhìn màu tím mình cảm thấy thoải mái con. Dạ, thích. Tại vì màu tím cũng là màu chung thủy. À, anh nghĩ anh cũng là một người chung thủy. Tại vì bình thường mà ăn món gì ngon là anh sẽ ăn hoài. Rồi, có thể hát tặng bạn gái một bài đi. Dạ. Bước tới, nào, nhìn nhau mà hát, truyền cảm xúc cho nhau.
Con muốn dành tặng bạn bạn Minh Ngọc bài Lời Yêu Thương. Ngày nhộn nhịp về trên khu phố, có cô em tung tăng đôi môi cười hoa nở và mặt trời của miền nhiệt đới buông trên vai em trần, cho anh mơ màng anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày dài chết rồi. Những ngày cái này con tập một tuần rồi đấy mà vẫn thất bại vậy. Mình đứng lên đối đáp lại đi con. Bây giờ con chỉ biết làm thơ thôi. Bài thơ này là nói về bản thân của em. Có tựa là bông hoa nhỏ, thứ đẹp nhất không phải vẻ đẹp thoát tục, mà là trái tim không tranh giành với đời. Em chỉ là một bông hoa bé nhỏ, chờ đợi ánh nắng duy nhất thuộc về em. Em yêu cuộc sống, yêu người thân của em, và yêu mỗi ngày được ngập tràn ánh nắng. Hạnh phúc lớn nhất trong cuộc sống chính là luôn tin rằng có người mãi yêu em. Cái gì dài anh sao quá trời là cái gì vậy? Dạ, con viết cái giới thiệu về bản thân con. Dạ. Trời, dài dữ vậy đó hả? Chút xíu tặng bạn. Chút tặng bạn đi. Dạ, để tặng làm luôn đi này. Để về nghiên cứu. Dạ. Đó. Chữ đẹp ghê không? Chữ đẹp quá. Đó. Thôi bây giờ trở về ghế ngồi đi nào. Đúng rồi. Chúng ta sẽ để tay vào nút bấm, nhắm mắt lại các bạn. Chúng ta có 30 giây để kiểm tra lại con tim của mình. Xem đây có phải là một nửa mảnh ghép của mình hay không? Trái tim mình có rung động hay không? Kiểm tra thật kỹ các bạn nha. Bởi vì khi chúng ta bấm nút thì chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Nào, suy nghĩ cho kỹ. Sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Wow. Đúng rồi. Làm như Ngọc hồi hộp quá. Bây giờ chính thức mình đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau nào. Xin phép luôn, xin phép hôn nụ hôn đầu tiên luôn đi con. Xin phép chị cho em hôn bạn gái. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm